Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quật không được thì ông Thủ sẽ mạnh nhất sau 3 năm, nhà Ba Dũng hưởng lợi. Ông Thủ vững là chiếc ghế vững, cái dở của ông Chủ tịch là để mất chiếc ghế Thủ tướng. Nếu ông Chủ tịch hiện nay mà không mất chiếc ghế Thủ tướng từ Đại hội 13 thì hiện nay sự nghiệp chính trị không bị đe dọa đến mức như vậy. Ông Chủ tịch có cái sai, đấy là đã thất thế mà còn ăn lớn, cho nên sự nghiệp chính trị dễ bị kết thúc rất sớm. Cũng phải nói rằng đang giữ chiếc ghế Thủ tướng mà để cho một trưởng ban tổ chức trung ương nhảy ngang qua giành được chiếc ghế Thủ tướng đang nắm trong tay là cho thấy ông Chủ tịch nước hiện nay không bằng ông Thủ tướng về khả năng chớp thời cơ. Với chiếc ghế Thủ tướng, nắm mấy chục bộ trưởng có quyền với mấy chục chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thì có thể nói quyền lực của ông Thủ tướng rất mạnh, dù rằng vụ Việt Á đang là vết đen đối với ông Thủ tướng. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam. Tại hội nghị Trung ương lần thứ 5 vừa qua, ông Thủ tướng là một mối thủ của ông Chủ tịch nước trong việc ép ông Tổng về hưu. Tuy nhiên kết quả thì cũng không được như mong đợi, vẫn là cả thất thế so với ông Tổng. Hiện nay nhờ vào chiếc ghế Thủ tướng vững vàng mà ông Thủ tướng có thể gượng dậy và rất có thể thành thế lực mạnh nhất sau 3 năm nữa. Người ta nói muốn thấy sức mạnh của gia đình thì xem các con trong gia đình có mạnh miệng hay không, có ngang ngược được hay không. Những ngày gần đây, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng của Việt Nam đã không ngần ngại cho mũi vào việc của các bộ trưởng khác. Chính ông Nghị cho thanh tra sai phạm đất đai ở Hà Nội thời ông Nguyễn Thế Thảo làm chủ tịch. Báo hại ông này chạy đôn chạy đáo, lo thu xếp để không bị nêu tên. Tuy nhiên có thành công hay không thì còn phải chờ. Đấy là chưa nói đến việc nhiều quan chức cấp phó hoặc cấp sở trong Sở Kế hoạch Kiến trúc và Sở Xây dựng Hà Nội đã dính tới những sai phạm đó. Những người này không hận Nguyễn Thanh Nghị mới là lạ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị đang loay hoay chọc ngoáy các bộ khác. Tiếp theo mới đây, Nguyễn Thanh Nghị lại chen vào chuyện của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính, mà đặc biệt là về vấn đề thị trường chứng khoán đang làm các quan chức ngành này bị kỷ luật khai trừ khỏi đảng rất nhiều. Ông Đinh Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính, vốn đã bị soi, giờ đến lượt ông Hồ Đức Phước làm thì cứ bị ông Nghị ra mòi móc các góc khuất của mình. Với một ông bộ trưởng tầm trung như Nguyễn Thanh Nghị không đủ mạnh để chọc vào ông bộ trưởng lớn hơn như Bộ trưởng Bộ Tài chính được. Vậy dựa vào đâu mà Nguyễn Thanh Nghị dám mạnh tay đến như thế? Ông Nghị dựa vào chiếc thế của ông Thủ tướng. Ông Thủ tướng vốn là chỗ rất ân nghĩa với ông Ba Dũng, cha của ông Nghị. Từ chỗ Nguyễn Thanh Nghị dám làm những điều động trời như thế, nhiều người cho rằng thế của ông Nghị và dựa vào ông Thủ tướng còn rất mạnh. Nếu không thì phe Nghệ An sẽ phản đòn ngay. Phe Nghệ An và Hà Tĩnh là hai thế lực có số ủy viên Trung ương Đảng nhiều nhất, không đùa được với thế lực này. Vậy mà Nguyễn Thanh Nghị cũng không ngán. Vụ án Việt Á là lỗi của ông Thủ tướng cao nhất. Được biết, từ ngày 24 tháng 8 năm 2021, tại trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra cuộc họp lãnh đạo chủ chốt về phòng chống dịch COVID-19. Ông Tổng Bí thư đã có kết luận thống nhất phân công ông Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống đại dịch COVID-19. Sau đó, ông Thủ tướng ký quyết định số 1438 vào ngày 25 tháng 8 năm 2021 kiện toàn Ban chỉ đạo Quốc phòng Quốc gia phòng chống đại dịch COVID. Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có 4 phó trưởng ban bao gồm ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Phạm Minh Chính. Đấy là lần giao trách nhiệm, còn làm như thế nào thì giờ đã rõ rồi. Dịch Covid đã bùng phát, mất kiểm soát và thêm vào đó là để Việt Á tự tung tự tác từ Bắc đến Nam. Tội này vô cùng lớn. Ông Tổng trực chờ để xét xử. Nhưng xem ra là khó vì ông Thủ tướng này khác ông Thủ tướng trước. Rất có thể sau 3 năm nữa, khi mà ông Tổng về vườn thực sự không còn ai là đối thủ của ông Thủ tướng, thì khi đó gia đình bà Dũng sẽ hưởng lợi. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Chủ tịch nước bị tước quyền lực và bị giám sát nhất cử nhất động.
vì sao nên nổi. Biết rằng chính chức chủ tịch nước là hữu danh vô thực, tuy nhiên những nghi lễ cấp nhà nước đều được ông chủ tịch nước thực hiện. Khi ông chủ tịch nước còn khỏe hoặc không bận công tác thì không đến lượt bà phó chủ tịch nước làm thay. Được biết những ngày gần đây ông Phúc đi các tỉnh thành nói chuyện với các chính quyền cấp tỉnh. Ông thường nói về cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền. Đây được xem là hành động lấy hình ảnh, bởi thực tế ông Phúc không có thực quyền. Dù có hô hào cải cách thì cũng chẳng ai cải cách cả. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc. Đón tiếp hay đi công tác nước ngoài mới là vai trò chính của ông chủ tịch nước. Vai trò đối ngoại quan trọng hơn vai trò đối nội. Việc đi thăm thú công tác đối nội chỉ là cách để đưa hình ảnh lên báo, bởi chủ tịch nước đến nơi nào thì buộc nơi đó phải đón tiếp. Để muốn biết xem quyền lực của ông Phúc như thế nào thì hãy xem vai trò đối ngoại của ông. Được biết mới đây Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga sang thăm Việt Nam, chỉ có ông Trọng và ông Chính tiếp đón. Trong khi đó ông Phúc chỉ tiếp những đại sứ các nước đến chào từ biệt. Và tiếp theo đó là ngày 15 tháng 7, tiếp giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương và bà Võ Thị Ánh Xuân. Hiện nay ông Nguyễn Xuân Phúc đi đến đâu thì cũng có ông Phan Đình Trạc kế bên. Trong Bộ Chính trị, ông Trạc là phó ban cải cách, ông Phúc làm trưởng ban. Trước đây ông Quang làm chủ tịch nước kiêm trưởng ban này, thường ông Quang đi một mình. Bây giờ có những nơi không quan trọng lắm, việc cũng không cần gấp lắm, mà ông Phúc đi đâu là ông Trạc đi theo đó. Vậy để ông Phan Đình Trạc theo sát ông Phúc là dấu hiệu rất bất thường. Ông Trạc ngoài chức phó trưởng ban thường trực cải cách tư pháp ra, ông còn là trưởng ban nội chính trung ương. Cũng cần biết một chi tiết quan trọng về ban nội chính này, đó là nhiệm vụ theo dõi những đối tượng cao cấp dính chàm. Đây là nhiệm vụ để hình thành nên ban nội chính từ thủa ngay ban đầu. Như vậy, việc ông Trạc luôn theo sát ông Phúc được đồn đoán là giám sát ông Phúc. Đây là hình ảnh ông Phan Đình Trạc, người được cho là đang phân công giám sát ông Phúc. Đối với một số vụ án quan trọng có ảnh hưởng chính trị rộng hoặc có liên quan đến cán bộ cấp cao ở Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần cho phương hướng chỉ đạo, thì Ban Nội chính Trung ương có trách nhiệm theo dõi, chuẩn bị ý kiến đề xuất. Việc này, ông Nguyễn Bá Thanh đã từng làm với vụ án Dương Chí Dũng và ông Thanh đã có cái kết quả rất bi thảm vì phe bị theo dõi quá mạnh. Lần này, ông Trạc theo dõi ông Phúc xem ra thuận tiện hơn ông Thanh theo dõi ông Dũng trước đó. Ban có trách nhiệm giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo dõi việc chấp hành đường lối, quan điểm của Đảng trên lĩnh vực giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, hoạt động chống và phòng ngừa tội phạm. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương thẩm tra và đề xuất ý kiến về việc bố trí, đề bạt cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Xem lại suốt quá trình của Ban Cải cách Tư pháp Trung ương từ các nhiệm kỳ trước và ngay cả nhiệm kỳ này trước vụ Việt Á, các hoạt động của ban này không có gì nổi bật hay đáng chú ý, gần như bị lãng quên. Tuy nhiên, từ khi vụ án Việt Á nổ ra, bị hạn chế một số công tác, ông Phúc đã dành thời gian tập trung hoạt động ở ban này. Và việc ông Trạc đi cùng mọi nơi là một dấu hiệu cho thấy có sự kiểm soát, theo dõi ông Phúc, chứ không phải vì công việc của Ban Cải cách Tư pháp. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng chưa biết đang làm gì với ông Nguyễn Xuân Phúc. Đấy là những dấu hiệu bất thường và những tiên đoán của giới thạo tin. Rất có cơ sở để nói rằng ông Nguyễn Xuân Phúc đang bị giam lỏng ngay tại chiếc ghế mà ông đang ngồi. Ở thượng tầng chính trị, ông Phúc rất nhiều kẻ thù. Đã vậy, còn để người nhà lợi dụng tên tuổi của ông để làm ăn thì xem ra số phận chính trị của ông Phúc kéo dài lâu lắm là 3 năm nữa, đến hết nhiệm kỳ.